chết tao rồi. Mày đứng lại. Đứng lại tao. Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay mình vừa tiễn thằng hacker dòng đi sang sân bay rồi. Bây giờ mình đang ở đây, mình vừa thấy đi qua sân, đi đón sân bay ấy, thì thấy thằng hacker xây 7 nó đi bán táo anh em ạ. Vườn táo đó là sau mình như này. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào mình ăn trộm táo nhà nó nhá. Đây, mình đem theo cái bụt canh thần kỳ đấy anh em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ vào ăn trộm táo nhà nó nhá. Giờ này chắc nó đã vẫn đang bán táo thôi, chắc chưa về đâu. Đấy, mình sẽ đi thôi. Ai rồi. Vườn táo của nó to lắm đấy. Vườn táo đằng trước kìa. Nhìn ra đã thấy toàn có to nhiều thế này rồi. Wow. Thôi, nhiều, đi vào đi. Tao mới bắt được mày nhá. Ở đây mấy đâu này? À, đâu đây?
ra mấy hôm nay. Thế là mày ăn trộm táo nhà tao à? Sao tao đâu? Ngày trước tao đến rồi. Mưa anh đi qua. Mưa vừa hôm qua tao đến. Tao 9.000 quả. Kiểu gì mày ăn trộm rồi. Chạy đâu? Tha cho tao, tao xin. Xin á? Mày xin tao rồi ai xin, tha cho tao? À, gãy chân rồi. Gãy à? Mày đứng lên, nói chuyện như một thằng đàn ông ấy. Tha cho ta, ta gãy chân rồi. Gãy chân á? Chân mày như con trâu này gãy nào được? Này, mày ăn trộm của tao bao nhiêu quả táo rồi? Đây, ta ăn trộm được có mấy quả thôi. Mấy quả đem hết ra đây. Có 10 quả phải. À, 10 quả. Bây giờ ta tính này nhá. Bây giờ ta không bắt ngươi nữa. Ta cứ tính là một quả là 1 triệu. Wow. Thế tôi tiền đâu tôi đền đúng không? Ta không biết. Đây là táo không phải nhà ông đâu. Đây không phải nhà tôi, nhà ai? Tôi trông này hàng ngày. Thôi được rồi, để tôi đây đi... còn ít đấy. Thôi được rồi, để tôi đi xe về tôi lấy tiền tôi trả cho. Này mày khôn thế hả? Mày trộm mất quả kìa. Ai đâu? Mày về xe về mày về luôn à? Không, tôi không dám về đâu. Đây tôi cắm cái bục canh ở đây. Đặt cái này ở đấy. Bục canh này à? Bục canh này là tao đầy. Có vài anh em 1.000 cũng ra chợ đầy. Đau quá, thôi tôi ông tha cho tôi. Tao thấy mày đậy xe đây. Đi về đấy. Thôi, ông tha tôi lần này. Tôi không tha ấy à. Một quả 10 triệu à, nhầm. Một quả là 10 triệu à, nhầm. Lấn nữa nhỉ. Một quả là 1 triệu. 10 quả là 10 triệu. Bán xe tôi là thế à. Này mày ăn chán với tao, đánh mày toàn chán với tôi. Mày ra trận chưa? Mày mỗi tao thì tao nhốt mày ở đây, trói mày vào cây chuối. Bao giờ có tiền thì tao thả mày ra. Chói mày ạ. Thả tao ra. À đau quá. À gãy tay rồi. Thả tao ra. Thả tao ra. Mày mày. Ta ăn quả táo thôi mà ngươi cũng không cho. Ngươi thật là kêu. Mày ăn táo đúng không? Thôi tao ăn nữa đâu. Tao không ăn nữa đâu. Đây mày ăn đây. Mày ăn mãi đi. Mày ăn mãi đi. Ăn chán đi. Ăn chán đi. Ăn chán đi. Tôi không ăn đâu. Chị đâu? Đó thế. Này tao gọi thằng nhà người nhà các người đi. Dạ tiền ra thì tao phải tha cho người. Người gan to lắm rồi. Dám ăn trộm táo nhà tao. Còn cái vụ mày dám giải cứu cho thằng hay cơ xanh à, bây giờ mày cho nó đi đâu rồi? Nó bay về nước nó rồi. Mày to gan nhỉ. Biết nó tội gì không mà ngươi dám cho nó về nước? Thả nó ra. Ta thế ta gọi thằng hay cơ xanh ạ. Nào ta xem số nó ở đâu nhỉ. Gọi nó về giải cứu cho ngươi. Không thì ngươi chết. Một là nó chết, hai là ngươi chết. Ở đây rồi, số nó đây rồi. Alo, anh cơ dòng đúng không? Ngươi về đây giải cứu thằng La Tuấn đi. Một là ngươi chết, hai thằng La Tuấn chết. Còn mẹ thằng này chưa gì mà nó tắt máy rồi. Chạy ngươi.